theo chúng ta cùng đến với tiết luyện tập. Đầu tiên, bài tập số 14. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 mét. Lúc đầu, bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít, thì mực nước của bể cao 0,8 mét. Ý A, tính chiều rộng của bể nước. Ý B, người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét? Ở đây, đầu bài, ở ý A, đầu bài yêu cầu chúng ta tính chiều rộng của bể nước. Tìm hiểu lại đầu bài cho chúng ta chiều dài là 2 mét. Đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít. Tức là ở đây, đề bài đang cho chúng ta thể tích nước đổ vào bể. Vậy, đầu tiên ta sẽ phải tính được thể tích nước đổ vào bể là bài 14, ý A. Thể tích nước đổ vào bể là, chúng ta đổ vào bể tổng cộng là 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít. Vậy thể tích nước đổ vào bể sẽ là 120 nhân với 20 và kết quả của chúng ta là 2.400 lít. Đây chính là thể tích của nước đổ vào bể. Chúng ta đã biết rằng 1 lít sẽ bằng tương ứng với 1 decimet khối. Mà đề bài cho chúng ta kích thước của hình hộp chữ nhật với đơn vị đo là mét. Vậy ta sẽ phải đổi từ decimet khối sang mét khối. Đổi. Chúng ta có 2.400 lít nước, chính là bằng 2.400 decimet khối. Và đổi về mét khối chúng ta được là 2,4 mét khối. Vậy là chúng ta đã biết thể tích nước là 2,4 mét khối. Khi đổ 2,4 mét khối nước vào bể thì mực nước của bể cao 0,8 mét. Tức là khi đó chúng ta đã biết rằng chiều cao của nước trong bể là 0,8 mét. Vậy thì biết chiều dài, biết chiều cao và biết thể tích của nước, từ đây ta sẽ tìm ra được chiều rộng của bể nước. Vậy, chiều rộng của bể nước là, chính là bằng thể tích là 2,4 chia cho chiều dài là 2 mét nhân với chiều cao của mực nước là 0,8. Sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể tính được kết quả 2,4 chia cho 2 nhân với 0,8. Kết quả của chúng ta là bằng 1,5 mét. Vậy chiều rộng của bể nước là 1,5 mét. Tiếp theo, ý B, người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét? Vậy, bước tiếp theo chúng ta sẽ phải đi tính thể tích của 60 thùng nước. Khi đó thì ta sẽ tính được thể tích của bể, biết chiều dài của bể, biết thể tích của bể, biết chiều rộng của bể. Từ đây ta có thể tính được chiều cao của bể. Vậy ý B ta sẽ trình bày như sau. Thể tích của bể là, để tính thể tích của bể ta sẽ tính như sau. Ban đầu người ta đổ 120 thùng nước, sau đó đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Vậy để đổ đầy bể chúng ta cần 180 thùng nước. Vậy thể tích của bể là 180 thùng nước, mỗi thùng là 20 lít. Vậy thể tích của bể của chúng ta sẽ là 3.600 lít. Tương tự như ý A, ta sẽ tiến hành đổi 3.600 lít, chính là bằng 3.600 decimet khối và bằng 3,6 mét khối. Vậy là ta đã biết được thể tích của bể, đề bài cho chúng ta chiều dài và ở ý A chúng ta đã tính được chiều rộng. Vậy ta có thể tính được chiều cao của bể.
Chiều cao của bể nước là chính là bằng thể tích 3,6 chia cho tích của chiều dài là 2 nhân với chiều rộng của bể là 1,5 bằng sử dụng máy tính cầm tay 3,6 chia cho 2 nhân với 1,5 kết quả là bằng bằng 1,2 mét. Vậy chiều cao của bể là 1,2 mét. Đây là kết quả của bài tập số 14. Bài số 15, một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước với độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu dm? Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể. Đầu bài đã cho chúng ta một cái thùng hình lập phương ở trong có chứa nước và chiều cao của nước ở trong thùng là 4 dm. Sau đó ta thả thêm 25 viên gạch vào và đầu bài hỏi chúng ta nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu dm. Ta đã biết thể tích nước dâng lên chính là thể tích của 25 viên gạch. Vậy ta sẽ phải đi tính được thể tích của 25 viên gạch là bao nhiêu dm khối. Từ đó ta sẽ tính được độ cao mà nước dâng lên thêm là bao nhiêu dm. Từ đó cộng với 4 thì ta sẽ thu được chiều cao của nước ở trong thùng và ta sẽ tính được chiều cao đó, mực nước đó cách miệng thùng là bao nhiêu dm. Vậy ta sẽ tiến hành giải bài tập số 15 như sau. Ta đã biết các kích thước của viên gạch là chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm. Vậy từ đây ta sẽ tính được thể tích của một viên gạch là vì viên gạch của chúng ta cũng có dạng là một hình hộp chữ nhật nên thể tích của một viên gạch là V1 sẽ bằng dài nhân rộng nhân cao và kết quả là bằng 1 dm khối. Vậy thể tích nước dâng thêm là đây chính là thể tích của 25 viên gạch. V2 của chúng ta sẽ bằng 25 nhân 1 và bằng 25 dm khối. Từ thể tích của nước dâng thêm, ta sẽ tính được độ cao của nước dâng thêm là độ cao của mực nước dâng thêm là chúng ta sẽ lấy thể tích là 25 chia cho chiều dài nhân với chiều rộng. Vì thùng của chúng ta là hình lập phương có cạnh là 7 dm nên cả chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau và bằng bằng 7 dm. Chia cho 7 nhân 7 bằng sử dụng máy tính cầm tay ta thu được 25 chia cho 7 nhân 7. Kết quả của chúng ta là xấp xỉ 0,5 dm. Xấp xỉ 0,5 dm. Ta đã tính được độ cao của nước dâng thêm. Vậy từ đây ta sẽ suy ra được độ cao của nước trong thùng là ban đầu trong thùng đã chứa sẵn một lượng nước có độ cao là 4 dm. Sau khi thả thêm 25 viên gạch thì mực nước dâng thêm là 0,5 dm. Vậy kết quả là bằng bằng 4,5 dm.
Đầu bài hỏi chúng ta là mực nước cách miệng thùng. Do đó chúng ta sẽ phải lấy chiều cao của thùng chính là 7 dm trừ đi độ cao của nước trong thùng thì sẽ ra khoảng cách từ mức nước đến miệng thùng. Nước trong thùng cách miệng thùng là 7 dm trừ đi 4,5 và ta thu được kết quả là 2,5 dm. Vậy mức nước trong thùng cách miệng thùng là 2,5 dm. Đây chính là bài tập số 15. Bài tập số 16, thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90, một số mặt là những hình chữ nhật chẳng hạn như mặt A, B, K, I, D, C, C, D. Quan sát hình và trả lời những câu hỏi sau. Ý A, những đường thẳng nào song song với mặt phẳng A, B, K, I? Ý B, những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D? Ý C, mặt phẳng A, D, C, B có vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D hay không? Ở đây, quan sát hình số 90, các em thấy rằng người ta đã mô phỏng thùng chứa hàng của một xe như sau và các mặt bên, các mặt của thùng chứa hàng của chúng ta đều là hình chữ nhật. Đề bài hỏi chúng ta rằng những đường thẳng nào song song với mặt phẳng A, B, K, I? Ở phần lý thuyết, chúng ta đã chỉ ra rằng một đường thẳng song song với một mặt phẳng khi nó song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. Vậy thì quan sát hình số 90, ở đây ta thấy A, B song song với AB. Suy ra A, B song song với mặt phẳng A, B, K, I. Tương tự, ta có thể chỉ ra được GH song song với mặt phẳng A, B, K, I do GH song song với đường thẳng IK. Và những đường thẳng song song với mặt phẳng A, B, K, I còn có đường thẳng D, C, D, C. Và ngoài ra, chúng ta còn chỉ ra được những đường thẳng là A, D, do A, D song song với A, I. DG do DG song song với A, I. B, C và CH do hai đường thẳng này cùng song song với BK. Vậy thì ở ý A, chúng ta sẽ trình bày như sau. Bài số 16, ý A. Những đường thẳng song song với mặt phẳng ABKI là bao gồm những đường thẳng là A, B, D, C, D, C, G, H, A, D, D, G, B, C, và C, H. Đây là những đường thẳng song song với mặt phẳng A, B, K, I. Tương tự như vậy ở ý B, đề bài hỏi chúng ta rằng những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D. Dựa vào phần lý thuyết, ta đã chỉ ra rằng một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khi nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng đó. Thì ở đây ta thấy đường thẳng B, C vuông góc với D, C và C, C, C nằm trong mặt phẳng D, C, C, D. Từ đây suy ra B, C vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D. Tương tự như vậy, ta cũng có A, D, CH và DG là những đường thẳng vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D. Vậy, ý B. Những đường thẳng vuông góc với mặt phẳng D, C, C, D là đó là bốn đường thẳng A, D, B, C. Và C, H, D, G. Tương tự như vậy ở ý B,
Các em cũng có thể chỉ ra được thêm hai đường thẳng nữa vuông góc với mặt phẳng DC, C', D'. Đó là đường thẳng AI và BK. AI và BK. IC, mặt phẳng A', D', C', B' có vuông góc với mặt phẳng DC, C', D' hay không? Thì ở phần lý thuyết chúng ta đã chỉ ra rằng hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu trong mặt phẳng này tồn tại một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. Ở ý B, ta đã chỉ ra rằng B', C' vuông góc với mặt phẳng DC, C', D' mà B', C' lại nằm trong mặt phẳng A', B', C', D'. Từ đây ta có thể suy ra là mặt phẳng A', D', C', B' vuông góc với mặt phẳng DC, C', D'. Ý C. Mặt phẳng A', D', C', B' vuông góc với mặt phẳng DC, C', D'. Đây chính là bài tập số 16. Bài tập số 17 cho hình hộp chữ nhật ABCD, EFGH ở hình số 91. Ý A, kể tên các đường thẳng song song với mặt phẳng EFGH. Để chỉ ra các đường thẳng song song với mặt phẳng EFGH, ta sẽ chỉ ra đường thẳng đó song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng EFGH. Vì ABCDEFGH là hình hộp chữ nhật, do đó các mặt của hình hộp này đều là hình chữ nhật. Vậy ABFE là hình chữ nhật. Từ đây suy ra AB song song với EF hay AB song song với mặt phẳng EFGH vì EF nằm trong mặt phẳng EFGH. Tương tự như vậy, ta sẽ chỉ ra các đường thẳng song song với mặt phẳng EFGH. Bài số 17 ý A. Đầu tiên này, ta có AB song song với EF mà đường thẳng EF lại nằm trong mặt phẳng EFGH. Vậy từ đây ta có thể suy ra đường thẳng AB song song với mặt phẳng EFGH. Tương tự như vậy, ta có BC song song với FG. BC song song với FG, đường thẳng FG cũng nằm trong mặt phẳng EFGH. Từ đây ta cũng có thể suy ra là đường thẳng BC song song với mặt phẳng EFGH. Tiếp theo, CD song song với GH. Ta có CD song song với GH. GH lại nằm trong mặt phẳng EFGH. Vậy từ đây ta có thể suy ra đường thẳng CD song song với mặt phẳng EFGH. Tương tự, AD song song với EH. Ta có AD song song với EH mà EH là đường thẳng nằm trong mặt phẳng EFGH. Vậy từ đây ta cũng có thể suy ra đường thẳng AD song song với mặt phẳng EFGH. Đây chính là bốn đường thẳng song song với mặt phẳng EFGH. Tiếp theo ta sẽ đến với ý B. Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào? Từ ý A, ta đã chỉ ra được là đường thẳng AB song song với mặt phẳng EFGH. Ý B. Ta có AB song song với mặt phẳng
EFGH ở chứng minh câu A. Vậy tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu xem liệu AB còn song song với mặt phẳng nào nữa không. Thì ta thấy AB song song với đường thẳng DC, mà DC lại nằm trong mặt phẳng GHDC. Vậy từ đây ta có thể suy ra đường thẳng AB song song với mặt phẳng CDHG. Ta có AB song song với CD, mà CD lại là đường thẳng nằm trong mặt phẳng CDHG. Vậy từ đây ta sẽ suy ra AB song song với mặt phẳng CDHG. Đây chính là ý B. Tiếp theo ta đến với ý C. Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào? Quan sát hình vẽ thì ta thấy AD sẽ song song với đường thẳng EH, do ADHE là hình chữ nhật. Ngoài ra AD còn song song với BC và FG. Vậy ta có thể chỉ ra những đường thẳng song song với AD là ý C. Những đường thẳng song song với AD là, đó chính là BC, FG và EH. BC, FG và EH. Đây chính là nội dung của bài tập số 17. Bài tập số 18 đố các kích thước của một hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm và 2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q đến P như hình số 92. Ý A, hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất. Ý B, độ dài ngắn nhất đó là bao nhiêu cm. Quan sát hình 92, ta thấy chúng ta có một hình hộp chữ nhật với vị trí đỉnh P và đỉnh Q được ký hiệu như sau. Hình hộp chữ nhật có độ dài là, có các kích thước là 4cm, 3cm và 2cm. Ý A, hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất để đi từ Q đến P. Ta thấy rằng con kiến sẽ bò trên mặt của hình hộp chữ nhật, do đó ta có thể coi con kiến đang bò trên một mặt phẳng. Vậy ta sẽ khai triển hình hộp chữ nhật và trải phẳng và ta sẽ được một hình vẽ như sau. Ta đã biết rằng hình hộp cấu tạo của một hình hộp chữ nhật gồm có 6 mặt. Vậy khi khai triển hình hộp chữ nhật, ta có thể được một hình vẽ như sau. Ở đây cô cũng có 6 mặt là 6 hình chữ nhật. Cô coi đây là mặt chứa đỉnh Q. Vậy thì khi đó điểm Q của chúng ta sẽ nằm ở vị trí sau. Đây là vị trí của đỉnh Q. Vậy thì quan sát hình vẽ thì ta sẽ thấy đỉnh P sẽ nằm ở trong mặt phẳng liền kề với nó và sẽ nằm ở hai vị trí. Vị trí thứ nhất, đây chính là điểm P1, và vị trí thứ hai là nằm ở điểm P2. Vậy để đi từ Q đến P, ta sẽ có hai con đường, đó chính là con đường QP1 hoặc là QP2. Và ta sẽ phải đi so sánh thêm xem QP1 và QP2, trong hai con đường này con đường nào là ngắn hơn. Dựa vào các số liệu mà đề bài cho thì ta có thể biết được rằng độ dài các cạnh như sau. Độ dài cạnh này của chúng ta sẽ có độ dài là bằng 4. Cạnh tiếp theo của chúng ta ở đây sẽ có độ dài là bằng 2. Và cạnh này của chúng ta sẽ có độ dài là bằng 3. Dựa vào các số liệu này chúng ta sẽ đi tìm xem QP1 bằng bao nhiêu và QP2 bằng bao nhiêu. Ta sẽ trình bày ý A như sau. Khai triển
hình hộp chữ nhật. Và trải phẳng. Ta được hình vẽ trên. Vậy, để đi từ Q đến P, ta có thể đi theo hai cách là QP1 và QP2. Để xét xem con đường nào ngắn hơn, chúng ta sẽ đi tính giá trị cụ thể của từng cạnh QP1 và QP2. Thì ở đây ta thấy QP1 sẽ là đường chéo của hình chữ nhật to như trên, với một cạnh có độ dài là bằng 4. Vậy thì ta sẽ đi tính độ dài của cạnh còn lại. Từ đó ta có thể tính được đường chéo QP1. Theo như đề bài đã cho thì ta đã có được độ dài cạnh này là bằng 2 và độ dài của cạnh này sẽ là bằng 3. Vậy khi đó QP1 là đường chéo của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4 cm và chiều dài là 3 cộng 2 và bằng 5 cm. Suy ra QP1 sẽ bằng căn bậc 2 của 4 bình phương cộng với 5 bình phương và bằng, sử dụng máy tính cầm tay để tìm ra kết quả, căn bậc 2 của 4 bình cộng với 5 bình bằng, chúng ta có kết quả là bằng căn 41, bằng căn 41 cm. Tương tự QP2 là đường chéo của hình chữ nhật sau, với độ dài chiều rộng là bằng 2 và chiều dài là bằng 4 cộng 3 là bằng 7. QP2 là đường chéo của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2 cm và chiều dài bằng 4 cộng 3 và bằng 7 cm. Từ đây ta có thể suy ra QP2 sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng với 7 bình phương. Sử dụng máy tính cầm tay, căn bậc 2 của 3 bình, cô xin lỗi, căn bậc 2 của 2 bình cộng với 7 bình. Kết quả của chúng ta là bằng căn 53. Căn bậc 2 của 53 cm. Vậy thì so sánh QP1 và QP2 thì ta thấy căn bậc 2 của 41 nhỏ hơn căn bậc 2 của 53. Ta có QP1 bằng căn bậc 2 của 41 nhỏ hơn căn bậc 2 của 53 và bằng QP2. Do đó QP1 là con đường ngắn nhất. Đây chính là ý A. Ý B yêu cầu chúng ta tính quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu cm. Vậy thì QP1 sẽ bằng căn bậc 2 của 41 và bằng căn bậc 2 của 41. Kết quả của chúng ta sẽ là xấp xỉ 6,4 cm. Xấp xỉ 6,4 cm. Đây chính là kết quả của bài tập số 18.